em thân mến, chào các em đã quay trở lại với loạt bài giảng bằng sơ đồ tư duy các tác phẩm văn học trong chương trình ngữ văn lớp 12. Và trong video ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu những kiến thức cơ bản về tác giả tác phẩm, cũng như toàn bộ nội dung truyện ngắn Vợ chồng A Phụ của nhà văn Tô Hoài. Sau đây, mời các em cùng bắt đầu bài học. Đầu tiên, chúng ta cùng đi vào phần khái quát tác giả. Ở phần này, các em cần nắm cho thầy ba ý chính sau đây. Thứ nhất, Tô Hoài là nhà văn có sức sáng tạo dồi dào bậc nhất trong nền văn học Việt Nam hiện đại, với số lượng tác phẩm đạt kỷ lục. Sau 60 năm lao động nghệ thuật, ông đã có gần 200 đầu sách thuộc nhiều thể loại khác nhau như truyện ngắn, tiểu thuyết, ký, tự truyện, tiểu luận và kinh nghiệm sáng tác. Với những đóng góp to lớn của mình, ông đã được nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996. Ý thứ hai, ông là người có vốn hiểu biết phong phú sâu sắc về phong tục tập quán của nhiều vùng khác nhau trên đất nước ta, đặc biệt là vùng miền núi Tây Bắc. Ý thứ ba, trong sự nghiệp sáng tác của mình, ông đã để lại dấu ấn riêng với rất nhiều tác phẩm đặc sắc, trong đó nổi tiếng nhất là truyện ngắn Vợ chồng A Phụ. Tiếp theo là phần khái quát tác phẩm. Ở phần này, các em cần ghi nhớ 3 luận điểm. Thứ nhất là hoàn cảnh sáng tác của truyện ngắn Vợ chồng A Phụ. Thứ hai là xuất xứ. Và thứ ba là nội dung khái quát của truyện ngắn này. Ở luận điểm thứ nhất, hoàn cảnh sáng tác, các em cần ghi nhớ truyện ngắn Vợ chồng A Phụ được Tô Hoài sáng tác vào năm 1952 sau chuyến đi cùng bộ đội vào giải phóng Tây Bắc. Luận điểm thứ hai, xuất xứ, truyện ngắn này được in trong tập truyện Tây Bắc xuất bản năm 1953. Tập truyện ngắn này sau đó được tặng giải nhất giải thưởng của Hội Văn nghệ Việt Nam giai đoạn 1954-1955. Về luận điểm thứ ba, nội dung khái quát của truyện ngắn Vợ chồng A Phụ, các em cần ghi nhớ truyện đã thể hiện nỗi thống khổ của người Mèo ở Tây Bắc dưới ách thống trị của bọn chúa đất và lũ Tây Đồn, sự thức tỉnh và vùng dậy của họ để giành lấy tự do, hạnh phúc và tham gia kháng chiến giải phóng quê hương. Đoạn trích mà chúng ta được học thuộc phần đầu của truyện ngắn nói về cuộc sống của Mị và A Phụ ở Hồng Ngài. Trên đây là những nội dung cơ bản của phần khái quát tác giả và tác phẩm. Tiếp theo, chúng ta cùng đi vào tìm hiểu hai hình tượng nhân vật trung tâm của truyện, đó là Mị và A Phụ. Đầu tiên là nhân vật Mị. Ở nhân vật này, các em cần nắm cho thầy ba luận điểm. Thứ nhất, Mị là một cô gái tài năng. Thứ hai, Mị là một cô gái có số phận bất hạnh. Và thứ ba, Mị là một cô gái có sức sống tiềm tàng và sức phản kháng mãnh liệt. Luận điểm thứ nhất, Mị là một cô gái tài năng thì các em có thể thấy Mị có tài thổi sáo, thổi lá cũng hay như thổi sáo. Chính vì tài năng này cộng với dung mạo xinh đẹp mà Mị đã trở thành niềm ao ước của biết bao trai làng. Mùa xuân, trai đến đứng nhặn cả chân vách đầu buồng Mị, có biết bao nhiêu người mê ngày đêm đã thổi sáo đi theo Mị. Tuy vậy, Mị lại là một cô gái có số phận bất hạnh. Sự bất hạnh của Mị thể hiện ở 3 chi tiết sau đây. Thứ nhất, vì món nợ truyền kiếp của gia đình, Mị đã bị bắt về làm dâu gặt nợ cho nhà thống lý. Giữa lúc Mị đang ở vào độ tuổi đẹp nhất, đang sống trong một cuộc đời tự do và tràn ngập yêu thương. Thứ hai, khi bị bắt về làm dâu, Mị trở thành nạn nhân của thần quyền và cường quyền. Về thần quyền, Mị bị cúng trình ma. Theo quan niệm của Mị, bị cúng trình ma cũng có nghĩa là Mị sẽ bị trói buộc về mặt linh hồn một cách vĩnh viễn với nhà thống lý. Về cường quyền, Mị bị bóc lột sức lao động, phải làm việc quần quật hơn cả thân trâu ngựa. Đã thế, Mị còn bị a sử hành hạ, bị trói đứng, bị đánh đập tàn nhẫn. Những đày đọa về mặt thể xác và tinh thần này đã khiến Mị dường như trở nên vô hồn, vô cảm. Mị câm lặng, lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa, mất hết ý niệm về cuộc sống. Thế nhưng, ẩn sâu bên trong tâm hồn của cô gái tưởng như vô hồn vô cảm ấy lại là một sức sống tiềm tàng và sức phản kháng mãnh liệt. Sức phản kháng của Mị thể hiện ở những lần Mị vùng lên để chống lại số phận, mà tiêu biểu nhất là hai thời điểm, đó là đêm tình mùa xuân Mị có ý định đi chơi, và đêm mùa đông Mị táo bạo cắt dây trói cho A Phụ và cùng A Phụ chạy trốn khỏi nhà thông lý. Ở thời điểm thứ nhất, đêm tình mùa xuân Mị muốn đi chơi, các em có thể phân tích dựa trên 3 ý lớn sau đây, đó là nguyên nhân, diễn biến tâm trạng và hành động, và cuối cùng là kết quả. Nguyên nhân nào khiến Mị từ một cô gái câm lặng lại bỗng nhiên bùng lên cái khát khao táo bạo là muốn đi chơi ngày Tết? Các em có thể kể đến 3 nguyên nhân sau đây. Nguyên nhân thứ nhất là sự tác động của khung cảnh mùa xuân tươi đẹp và rộn rã. Trong các làng Mèo Đỏ, những chiếc váy hoa đã đem ra phơi trên mỏ đá, xòe như con bướm sặc sỡ.
đám trẻ đợi Tết chơi quay, cười ầm trên sân chơi trước nhà. Màu sắc rực rỡ của thiên nhiên, của váy áo, những tiếng cười đùa của trẻ nhỏ đã đánh thức tâm hồn vị. Tiếp đó là âm thanh của tiếng sáo vọng lại, thiết tha bồi hồi. Đó là tiếng sáo tìm người yêu, ban đầu lấp ló ngoài đồi, rồi đến đầu làng, rồi lơ lửng bay ngoài đường. Tiếng sáo cứ ngày một gần hơn, ám ảnh hơn, dục dã hơn. Nguyên nhân cuối cùng dẫn đến sự thức tỉnh của Mị chính là rượu. Ngày Tết Mị cũng uống rượu. Mị lén lấy hũ rượu rồi uống ực từng bát đến say lịp người đi. Mị uống rượu mà như nuốt hận vào lòng, nuốt hết đắng cay buồn tủi. Men rượu như chất xúc tác cuối cùng, làm cho sức sống tiềm tàng trong Mị bùng lên mãnh liệt. Ý lớn thứ hai, diễn biến tâm trạng và hành động. Về tâm trạng, đầu tiên Mị nhớ về quá khứ tươi đẹp. Mị nhớ lại cái thời mình còn là một cô gái tự do. Mùa xuân đến, Mị được đi chơi, được thổi sáo, có biết bao nhiêu người mê, ngày đêm đã thổi sáo đi theo Mị. Việc nhớ về quá khứ khiến trong Mị bừng lên sức sống. Đã từ nãy, Mị thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui sướng như những đêm Tết ngày trước. Mị nhận ra mình trẻ lắm, và mình cũng có quyền được đi chơi Tết như bao nhiêu người con gái khác. Nhưng vì sao bao nhiêu năm rồi Mị không được đi chơi? Suy nghĩ này nhắc Mị nhớ đến A Sử, và Mị rơi trở về cái hiện tại đắng cay của mình. Chẳng năm nào A Sử cho Mị đi chơi. Hiện tại đau khổ và mất tự do khiến Mị phẫn uất và nghĩ đến cái chết. Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn nhớ lại nữa. Mị không sợ chết, tuy nhiên vào lúc này Mị cũng không thể chết. Nếu đã không sợ chết và cũng không thể chết, tại sao không sống một lần cho đáng sống? Về hành động, với sự xúc tác của men rượu nồng nàn, tiếng sáo thiết tha dục dã, Mị đã đi đến một quyết định táo bạo. Mị sẽ đi chơi. Đầu tiên, Mị đến góc nhà lấy ống mỡ sắn một miếng bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng. Đây là một hành động giàu ý nghĩa. Mị muốn thắp sáng căn buồng tối tăm, cũng chính là muốn thắp sáng cuộc đời mình. Tiếp đó, Mị sửa soạn cho bản thân, Mị vấn lại tóc, Mị với tay lấy cái váy hoa vắt phía trong vách. Trong đầu Mị chỉ còn tiếng sáo, chỉ còn cái say mê ngây ngất của một cô gái yêu đời đang sắp sửa đi dự hội xuân. Mị quên mất cả sự có mặt của A Sử. Kết quả, những hành động thể hiện khát vọng tự do của Mị vừa bùng lên đã bị A Sử dập tắt một cách tàn nhẫn. Hắn đã bắt Mị trói đứng vào cột nhà bằng cả một thúng sợi đai. Tóc Mị xóa xuống, hắn cũng quấn luôn lên cột, làm Mị không cúi không nghiêng đầu được nữa. Ban đầu, Mị vẫn còn nghe tiếng sáo rập rờn, Mị vẫn còn sống với những khát khao hạnh phúc. Mị vùng bước đi, nhưng chân tay đau không cửa được. Sự đau đớn về thể xác đã làm Mị rơi trở về hiện tại. Bây giờ Mị chỉ còn nghe tiếng chân ngựa đạp vào vách. Mị thổn thức nghĩ mình không bằng con ngựa. Ở lần vùng dậy này, Mị đã thất bại, nhưng nó chứng tỏ trong Mị có một sức sống tiềm tàng và sức phản kháng mãnh liệt, không gì có thể dập tắt. Và đó cũng là tiền đề cho lần phản kháng tiếp theo vào đêm mùa đông. Ở thời điểm thứ hai, đêm mùa đông, Mị cắt dây trói cứu A Phủ và giải thoát chính mình, thì Kem cũng có thể phân tích dựa trên 3 luận điểm. Thứ nhất là nguyên nhân, thứ hai là diễn biến tâm trạng và hành động, và thứ ba là kết quả. Về luận điểm thứ nhất, nguyên nhân dẫn đến hành động bị cắt dây trói cứu A Phủ và giải thoát chính mình, Kem lại có thể chia thành 3 ý nhỏ. Nguyên nhân thứ nhất có tác động trực tiếp tới Mị chính là dòng nước mắt của A Phủ. Nguyên nhân thứ hai đó chính là lòng căm thù cha con nhà thống lý Vá Tra. Và nguyên nhân cuối cùng đó chính là sự thương cảm cho số phận của A Phủ. Về luận điểm thứ hai, diễn biến tâm trạng và hành động, Kem có thể chia ra thành 2 ý lớn, tâm trạng và hành động. Về tâm trạng, Kem có thể phân tích dựa trên trình tự diễn biến sau đây. Đầu tiên, Mị rất dửng dưng, Mị không hề quan tâm đến A Phủ. Suốt mấy đêm liền, dù nhìn thấy A Phủ bị trói, Mị vẫn thản nhiên thổi lửa hơ tay. Cho dù A Phủ là cái xác chết đứng đấy cũng thế thôi. Mị hầu như đã trở nên vô cảm. Phải chăng nỗi đau khổ trong Mị quá lớn nên Mị không còn động lòng trước nỗi đau khổ của người khác? Tiếp đó, khi nhìn thấy dòng nước mắt của A Phủ, Mị nhớ lại lần mình bị trói vào đêm mùa xuân năm trước. Mị cũng bị trói đứng như thế kia, nhiều lần khóc, nước mắt chảy xuống miệng, xuống cổ, không biết lau đi được. Từ việc nhớ lại ấy, trong Mị bùng lên lòng căm thù cha con nhà thống lý. Chúng nó thật độc ác. Chúng nó đã tự cho mình cái quyền hành hạ người khác, coi khinh mạng sống của người khác. Trước kia, chúng đã trói một người đàn bà đến chết ở trong cái nhà này. Năm trước, chúng cũng trói Mị như thế, và bây giờ là A Phủ.
tội ác của chúng lại sắp sửa lấy đi một mạng người. Cơ chừng này chỉ đêm mai là người kia chết, chết đau, chết đói, chết rét, thải chết. Suy nghĩ ấy khiến Mị cảm thấy thương A Phụ, lo lắng cho số phận của A Phụ. Mị so sánh, ta là thân đàn bà, nó đã bắt ta về trình ma nhà nó rồi, thì chỉ còn biết đợi ngày rụ xương ở đây thôi. Người kia việc gì phải chết thế? Chính sự so sánh này đã giúp Mị nhận ra sự vô lý trong việc A Phụ bị trói và phải chết. Nó cũng cho Mị lòng can đảm để thực hiện hành động táo bạo. Hành động đầu tiên của Mị đó chính là cắt dây trói cứu A Phụ. Mị rón rén bước lại, rút con dao nhỏ cắt lúa, cắt nút dây mây. Trong đầu Mị lúc này chỉ có một ý định, giải thoát cho A Phụ. Tuy nhiên, lúc A Phụ đã chạy đi, đứng lại một mình trong bóng tối và đối diện với cái chết, Mị bỗng hoảng sợ. Cuối cùng, bản năng ham sống đã chiến thắng mọi thứ thần quyền và cường quyền. Mị tiến đến thực hiện hành động thứ hai, táo bạo hơn, đó là chạy theo A Phụ. Mị vụt chạy ra, trời tối lắm, nhưng Mị cũng băng băng đi. Mị giải thích với A Phụ, A Phụ cho tôi đi, ở đây thì chết mất. Về kết quả, như vậy, ở lần vùng dậy này, Mị đã chiến thắng. Trên đây là toàn bộ những kiến thức cơ bản về nhân vật Mị. Tiếp theo, chúng ta cùng đi vào tìm hiểu nhân vật thứ hai, đó chính là A Phụ. Ở nhân vật này, các em cần nắm cho thầy hai ý lớn. Ý thứ nhất, A Phụ là một chàng trai có số phận bất hạnh. Và ý lớn thứ hai, A Phụ là một chàng trai có phẩm chất tốt đẹp. Ở ý lớn thứ nhất, A Phụ là một chàng trai có số phận bất hạnh, các em có thể phân tích dựa trên ba ý nhỏ sau đây. Thứ nhất, A Phụ từ nhỏ đã là một cậu bé mồ côi, bị người làng đem xuống bán đổi lấy thóc của người Thái dưới cánh đồng. Thứ hai, khi lớn lên, A Phụ phải lưu lạc đi làm thuê làm mướn, và vì nghèo nên A Phụ không thể lấy được vợ. Thứ ba, bất hạnh lớn nhất trong đời A Phụ là bị bắt làm nô lệ trong nhà thống lý, chịu bao nhiêu sự hành hạ. Thậm chí nếu không được Mị ra tay cứu giúp thì có thể A Phụ sẽ phải nhận lấy cái chết. Ở ý lớn thứ hai, A Phụ là một chàng trai có phẩm chất tốt đẹp, các em có thể phân tích dựa trên 5 ý nhỏ sau đây. Thứ nhất, từ nhỏ A Phụ đã là một cậu bé gan góc, dũng cảm. Cả nhà chết vì bệnh dịch, người làng đói bụng bắt A Phụ đem xuống bán đổi lấy thóc của người Thái dưới cánh đồng. A Phụ mới 10 tuổi nhưng tỏ ra ngang bướng, không chịu ở dưới cánh đồng thấp. A Phụ trốn lên núi, lưu lạc đến Hồng Ngài. Thứ hai, khi lớn lên, A Phụ là một người lao động giỏi. A Phụ biết đúc lưỡi cày, biết đục cuốc, lại cày giỏi và đi săn bò tót rất vạm. A Phụ khỏe, chạy nhanh như ngựa. A Phụ trở thành niềm ao ước của biết bao cô gái. Đứa nào được A Phụ cũng bằng được con trâu tốt trong nhà, chẳng mấy chốc mà giàu. Thứ ba, A Phụ là một người không chịu khuất phục trước cường quyền. Trong đêm tình mùa xuân, trước việc gây chuyện của đám trai làng do A Sử cầm đầu, dù biết A Sử là con quan, A Phụ vẫn gan góc vung tay ném con quay rất to vào mặt A Sử, xộc tới, nắm cái vòng cổ, kéo đập đầu xuống đất, xé vai áo, đánh tới tấp. Hành động này thật dũng cảm, A Phụ thể hiện mình không chịu khuất phục trước thế lực cường quyền. Thứ tư, A Phụ là người dám làm dám chịu, có trách nhiệm với hành động của mình. Khi bị bắt về nhà thống lý vì hành động đánh con quan, dù bị đánh đập dã man nhưng A Phụ vẫn không kêu van nửa lời, cũng không đổ tội cho ai. Khi để hổ vồ mất bò, A Phụ đã không bỏ trốn mà quay trở về nhận tội và muốn đi bắt con hổ để đền cho nhà thống lý. Và ý cuối cùng, A Phụ còn là con người có khao khát sống mãnh liệt. Khi được Mị cởi trói, mặc dù rất đau đớn, trong người không còn sức lực do bị trói đứng và nhịn đói suốt mấy ngày, nhưng anh đã quật sức cùng lên chạy cùng với Mị thoát khỏi nhà thống lý. Các em thân mến, trên đây thầy đã sơ đồ hóa giúp các em kiến thức của toàn bộ truyện ngắn Vợ chồng A Phụ. Bài giảng bằng sơ đồ tư duy tác phẩm Vợ chồng A Phụ của nhà văn Tô Hoài đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những bài giảng tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.